Xin chào mọi người, hôm nay lại quay trở lại với kênh Lan 7. Mình sẽ tiếp tục với cái chuỗi hành trình trồng cây cà phê. Mình sẽ cho các bạn thấy rõ về cây cà phê và cái quy trình trồng của nó ngay từ cái lúc mà nó vẫn còn cây non như thế này đến lúc mà trong quá trình chăm sóc, tưới nước, bón phân đến lúc nó trở thành một cây cà phê trưởng thành và có thể thu hoạch được. Và clip đầu tiên hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cây cà phê con và cách trồng cũng như mình sẽ tiến hành trồng nó, và mời các bạn cùng theo dõi nha. Đây là giống cà vối bình thường. Cà vối là dòng cà thuần chủng, nó rất rễ rất là khỏe, thân mạnh, tán mạnh. Bây giờ mình sẽ tận dụng lợi thế của nó là bộ rễ rất là khỏe và thân cây dễ chịu với mọi vùng đất. Ở đây là mình đã chuẩn bị đào một cái hố đường kính khoảng 80 đến 1 mét, sâu khoảng tầm 50 phân. Ở bên dưới thì mình chuẩn bị là gồm có phân chuồng, phân đã hoai mục qua xử lý. Sau đó mình sẽ trộn phân với đất xung quanh. Sau khi trộn mình sẽ đào một cái hố ở giữa chính tâm, là trồng cà trồng chính giữa cái tâm của cái hố. Đây, chính giữa tâm hố lớn. Rồi, ok. Đây, đây là khoảng cách vừa đủ. Chú ý là khi trồng cái cà phê hãy xem cái rễ trục nó ở đâu. Ở đây là rễ trục đầu, đây là cái phần rễ trục để cuối của cái hộp cây cà, để cắt bỏ nó đi. Rồi ok. Bây giờ sau khi mình đào xong thì mình sẽ trồng như thế này để phần gốc bịch ở giữa, lắp đất xung quanh. Mình chú ý đừng để cái phần bầu đất không bị vỡ ra nha. Vỡ thì nó sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ và cây có thể bị chết. Bây giờ mình lắp đất, mình kín cái phần mà mình đã ước chừng. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn chặt cái phần đất quanh cái bầu đất, mục đích là để rễ ra thì nó sẽ phát triển mạnh hơn và khi mưa xuống nó không bị hở, không bị sụt. Mình phải trồng cái cây thẳng theo chiều thẳng đứng nha, thẳng đứng vào giữa tâm đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nha. Rồi, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Mình sẽ quay cái cây cà phê mà đợt trước mình đã trồng. Cây này cũng được 2-3 tháng rồi đây. Khi mà trồng 2-3 tháng thì cây nó kiểu như thế này. Ở đây mình đã làm cái bồn đất sơ sơ cho nó rồi. Là một cái bồn cạo bồn để tránh tình trạng là cây nó lấp đất quá lên cái phần gốc này, cây sẽ dễ bị thối chết. Như ở đây á thì các bạn thấy đây là cây mới trồng khoảng 2-3 tháng, và sau 1 năm chăm sóc thì cây nó như thế này. Đây là lúc mình tiến hành đào bồn cái bồn xung quanh như thế này. Ở đây có cái bồn rõ hơn. Mình sẽ đào cái bồn xung quanh, bón phân và tưới nước cho nó. Đây. Và hiện tại á, khi mà cây chưa trồng thì cái bồn nó xuyên như thế này, nó chưa có gì cả, nó chỉ là một cái hũm này. Với cách mình khi mình đào á,
thì cái cây này để mình gạt cái những cái cành này ra để nó khỏi bị vướng khi mình đào, khỏi bị ảnh hưởng tổn thương cành. Như sau một năm mình trồng thì cây cũng trái bói. Đây, cái cây này đây thì trái những cái trái bói đầu tiên nó rất là ít. Thường thường là người ta sẽ bỏ hết cái trái này đi để cho nó tập trung nó ở những cây. Mà này mình cũng hơi lười nên chỉ cứ để như vậy. Cách đào bồn thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua là mình sẽ đào rộng gần bằng cái tán cây và thấp xuống dưới khoảng tầm 20-30 phân, đắp cái đất bồn ở dưới lên trên này thành cái thành bồn này. Vậy mình đắp sơ sơ cũng không cần gì nhiều. Đó, mình sẽ tạo một cái bờ bồn cho cây cà để mình có chỗ mình bón phân và tưới cây. Ừ. Như cây sầu riêng thì mình cũng làm như vậy. Sau khi mình đào bồn xong thì mình sẽ bón phân. Đây, tất cả cây này mới trồng lại. Còn năm ngoái như năm ngoái thì cây nó có kiểu như thế này rồi đây. Đây là những cái thành quả mà trong cái thời gian mà chống dịch ở nhà mình thủ làm. Đây cây những cái cà phê mà mình đã đào bồn xong rồi. Bắp mình mới thu hoạch. Nguyên con mới trồng. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Chào mọi người.